Ripper the Entertainment Soul. Ok, xin chào các anh em. Thì hôm nay tôi lại đến cái màn đá bet. Lâu lắm rồi tôi mới đá bet. Mẹ, Maradona không phải hợp với lối chơi của mình lắm. Mình thích những cầu thủ gọi là tấn công hơn. Messi. Tôi thử cho con hàng cứng này của tôi lên Van Dijk xuống à. Van Dijk xuống thì Beckenbauer thôi. Maradona cứng nhưng cũng không phải chiến thuật của tôi. Ok, làm thôi. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại con bet 2021. Nói chung là tìm được một đối thủ là bet rất là khó. Thì rất mong được sự ủng hộ tất cả của anh em trong clip lần này. Và cũng mong là được anh em theo dõi. À, tôi đã bet. Nói chung là tôi lúc khi tôi live stream tôi phải một cái để tôi đeo tai nghe ở gọi là cái sao cạt. Một cái là để dùng cái mic này để nó không bị tạp âm, để không bị thu những cái âm thanh bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái giọng nói, chất lượng nói. Đó thì tôi phải thêm một cái rất là cồng kềnh. Nói chung là nhà nghèo ấy, nhà mình cũng không có nhiều tiền để mình đầu tư. Ronaldo rất bóng rất nhanh. Phải dốc thôi anh em. Vai đái thật. Không biết tôi thắng được không ấy, mấy ngày hôm nay tôi thua suốt anh em ạ. Không biết đây có phải một trận thắng không. Đối phương có vẻ cũng không phải đẳng cấp cao. Vai đái thật. Mẹ, quả sút của Benzema chất lượng quá. Mẹ, nhìn quả đầu ngay biết Benzema. Mẹ, chưa gì đã bị thủng lưới quá sớm à. Mình cho một quả pha bóng. Mẹ, phải bình tĩnh lại thôi. Mẹ, đội bạn đã cứng ấy. Bật luôn. Đẩy bóng san mẹ cánh. This. À. Phải đái thật. Nói chung là đá bet này cảm xúc nhiều lúc nó bị lên cao ấy anh em. Tức là nhiều lúc mẹ mình lại không kiềm được phát ngôn. Có một số từ nó hơi nhạy cảm, anh em bỏ qua nhá. Mình là không thích dùng những từ nhạy cảm. Nhưng mà có nhiều từ nó cảm xúc như là bắt buộc phải dùng. Nhưng quả đấy công nhận là phí thật. Mình trừ treo bóng thế nào. Sao vỡ mặt thằng kia. Bị thủng lưới sớm quá anh em ạ. Mình toán bị thủng lưới sớm. Arsenal dốc thôi gì nhá. Vào. Mẹ tưởng Việt vị. Quá hay. Không vào như thôi. Một đều ngay. Lấy lại phong độ ngay. Chết mẹ, chém luôn mẹ. Neymar cho Messi mẹ mình. Đồng đội. Anh em mà đồng đội anh em mà cũng phải mẹ ăn chém thôi. Chứ mẹ nhiều lúc những cái quả như vậy là dễ chết lắm. Chạy nhanh thôi. Mệt bọn nó phơi bóng kinh ấy. Nó bị xử lý mẹ vụng đấy nhở. Mình hãm được quả đấy nhưng mà nó xử lý chán thật. Mạng hơi giật. Đó là bet mẹ tìm đối khó vãi chưởng anh em ạ.
Nên là tôi không thể nào ấy liên tục cho anh em được, tôi sẽ phải cắt clip này ra thành nhiều clip. Chọn nào tìm mặt đối online tôi mới đá thôi. Nhưng mà đối mà căng quá thì mình thua, tay tác thì cũng nục lắm. Mẹ ở đây, cắt đối ở đây toàn mạnh cả. Mày có phù hợp hay nhỉ? Mình còn gặp bóng không được. Mình rộng quá nhỉ. Mẹ trận này bọn nó phù hợp nguyên quá. Mình kiểu Hakimi à. Nhưng mà giống Hakimi không phải Hakimi không? Elber hôm nay có vẻ mình không biết tên lắm. Sút góc đấy khó vào lắm nhưng mà thôi. Sút thử quá ăn may. Trận này có vẻ căng ấy. Trời ơi, thua quả đấy thì chỉ có thể gọi là không may mắn thôi anh em ạ. Chứ quả đấy vào 10-10. Mẹ ăn quả thẻ vàng rồi. Mẹ ông Ronaldo, mẹ chả nào mình cũng chơi kiểu chặt chém. Mình thì thiên về công nhiều nên là từ những cú đá của mình nó sẽ thiên về công rất nhiều. Chứ gì đã hết. Mẹ trận này căng ấy. Báo trận thì phá luôn. Không biết là mình có gỡ hòa được không đây. Trước tiên là cứ phải tìm một bàn gỡ hòa rồi đó. Thắng xoạt đúng không? Đá rất là hay xoạt. Chuyện của Benzema mẹ kinh nhật trực tuyến kinh phết. Chuyển cho Messi thì không chuyển. Đang làm việc. Mình đang làm việc mà gia đình này gọi. Càng quá. Hở chân tôi nó sút rồi. Hoặc được quả kia. Sút Beckham sút hơi vướng nhỉ. Sút căng ấy nhưng mà vẫn chưa đủ mẹ đẳng cấp để có thể ghi bàn.
Một phát chém vào sau. Chém vào đồng đội luôn. Đã tích cực chém của mình. Hơn thẻ vàng rồi. Mình có vẻ hơi nhiều quả phạt góc nhỉ. Thì có mẹ. Mẹ 3 tuyến 2 tuyến mẹ bắn chi chim đi. Quan trọng nhất vẫn là tỷ số vẫn đang bị lánh mặt. Nó mắt nô này không? Máu quá là anh thêm thẻ vàng nhá. Đúng thẻ vàng không quan trọng. Thẻ đó mới sợ. Cơ hội như thế ông Ronaldo mày. Mạng hơi lát anh em ạ. Đá hơi khó. Chung bàn đôi. Vị mày thì loằng nhằng quá. Khó mày ghi được bàn vậy. Vẫn phải tin vào những con bài mình đang có rồi. Quá căng thẳng. Tôi đá mình cóng nha. Hiệp 2 các bạn mình ép sân kinh hơn đấy. Nhưng mà mới tội là chuyển khóa từ cơ hội thành bàn thành nó vẫn đang cả vấn đề. Quá buồn. Mẹ tôi đá tâm lý này. Mẹ đội hình mình đang giá cao hơn mà để quả để thua này. Đeo bơi. Thôi. Một trận thua. Quá buồn cho đội mình. Mặc dù mình không phải cầu thủ đá gọi là chuyên nghiệp, không phải đá hay mà ít nhất là có những cái phút để giao lưu. Anh em lại bị xuống level rồi. Tụt level thảm hại quá. Thôi, cố gắng phục thù trận sau. Ok nhá, xin phục thù trận sau nhá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ chờ trận sau thôi.
Cuối cùng mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.